Hello các bạn. Các bạn khỏe không? Bây giờ là cũng khoảng 2 giờ chiều rồi đó. Bữa nay là bọn tôi về quê nữa để làm một cái món khác. Bữa nay là cái món đặc biệt luôn á. Quy món gì Quy? Cá lóc hấp bầu. Các bạn nghe chưa? Cá lóc hấp bầu. Mà cái đặc biệt hôm nay, cái đặc biệt hôm nay á, là bọn tôi có một sự so sánh nhẹ. Là tôi có hai con cá nuôi, cá lóc nuôi á, với lại hai con cá lóc đồng. Một lát về cho các bạn coi hai con này nó khác nhau thế nào. Mình làm một con cá nuôi, một con cá lóc đồng. Ăn vô để thấy nó khác biệt như thế nào á Quy. À, cái này mới hay nè. Đây, lát mình quay nha. Giờ hai bọn tôi với thằng Quy. Bạn nói bữa nay không có nó nữa hả? Sao khó. Bữa nay giờ mình đi chợ, mình đi kiếm mấy cái rau cần thiết để mình làm món này đi. Không rằm đi hái hoài, mình vô mình quay chợ chiều ở biên giới cho các bạn coi. Mà chắc ở chiều chắc không có bán gì luôn rồi. Đi thôi các bạn, đi theo bọn tôi chơi đi. Mình hái được một số rau dần với một mai lá rau xương máu lá bự hơn. Nhưng mà mình có dưa leo nữa mà. Lát mình ăn với dưa leo nữa. Đây tôi quay cho các bạn coi con cá tàu nha, cái cá lóc nè. Đây. Đây một con cá lóc nè. Cá lóc này cá lóc nuôi nha các bạn. À, nó bự vậy đó. Để tôi bắt con cá lóc đồng lại cho các bạn coi nó khác nhau thế nào ha. Nằm cũng có luôn. Qua tôi bắt được. Bảo có hai con à. Ít quá tôi bắt thêm cá nuôi nữa. Ý dạ. Có bàn tay khó bắt quá. Bắt cá lóc. Được rồi. Đây. Ê dạ. Rồi thôi đau bụng luôn rồi. Chết luôn rồi. Đó. Hai con. Bắt con kia ra luôn. Tôi đang thắng mở. Đang thắng mở hả? Rồi vô thắng tiếp đi. Các bạn thấy cá đồng với cá nuôi khác nhau này chưa? Nó nu nu à, mập lù như con heo. Còn cá nuôi chứ quên. Còn cá đồng nè, các bạn coi nó dài nè, nó rộng trong cái lù qua này nên nó vàng giống nhau rồi đó, màu giống nhau. Cái màu da thì nó phụ thuộc vào nước các bạn. Nước mà nó đục trắng thì cái màu da của nó sẽ trắng, còn nước mà nó trong thì còn trong. Cá lóc sẽ có màu đen, tại vì cho nó xanh, cái da nó đen xanh á, để nó lẫn với cái nước nó trốn. Các bạn thấy không? Nó nhỏ, nó ốm, nó dài. Để giờ mình làm một con cá bầu. Cái bầu con này với một con cá này. Còn đó mình ăn cái con nào ngon hơn. Con cá này nó bự hơn trái bầu của tôi. Không biết tôi lắp con nhét vô trái bầu sao nó hấp bầu. Còn cái này nhỏ hơn. Rồi. Này coi. Các bạn coi cái ức của con cá. Con cá nuôi nè. Con cá nuôi cái đồng nè. Thấy không? Nó vàng, cái da nó cái dãy nó cứ ngắt à. Con cầm này nó cứ ngắt luôn á. Còn cá nuôi nè. Nó mềm xẹo, nó mềm múp mà. Thịt không mà. Con này cứ ngắt à. Cầm cứ ngắt. Bây giờ mình này. Bầu hồi nãy tôi để vỏ nè, khoét ruột nè. Khoét hết luôn nha. Này mình làm hai cái mình khoét nè. Cái món này cái tên độc đó của nó là gì Quy? Hoàng tử trầm mền. Hoàng tử trầm mền nha các bạn. Hoàng tử trầm mền nha. Này nãy nó thang lắm á. Giờ tôi ốp. Chết cha Quy ơi. Gì? Con cá trào nãy nó bự hơn cái trái bầu. Trời. Thôi mình cắt làm đôi luôn các bạn. Con bự nè, bự quá. Cắt làm đôi. Ốp nha, ốp nhẹ thôi. Cái này là chủ yếu vị ngọt nó tự ra. Ốp nhẹ thôi. Hai muỗng bột ngọt nha. Hai muỗng bột ngọt. Đường nè. Bỏ đường nha các bạn. Này bỏ đường vô tư tại không phải nước. Ít thôi Quy à, nhiều người không thích ăn đường ngọt. Các bạn phản ánh là mình ăn ngọt quá nữa. Một phần là mình chơi miền Tây. Các bạn trái bầu á,
kiếm được trái đào bự thì ngon. Nhớ là bỏ giờ ruột hết, cái ruột bầu nó chua các bạn. Chút muối, bỏ chút muối vô. Các bạn nhớ là con nhỏ là con cá lóc đồng, con bự là cá lóc nuôi nha. Quy đắc nhớ, đắc thử coi sao. Chiếc nước mắm thôi. Cho một miếng nước mắm thôi chứ không tiêu rồi, nãy tôi mới đâm nè. Bỏ vô luôn. Nhiều đi, thơm à. Cá lóc hấp bầu. Hoàng tử trùm mền kêu sai tên rồi. Không quên lần tử trùm mền. Trời ơi, sai xíu chứ có gì đâu mà sợ. Bỏ một xíu tỏi hả Quy? Ít thôi. Ít thôi ha. Rồi, giờ mình ướp nha, trộn ướp nha. Hoàng tử trùm mền. Đó là nhà tự có mà. Ở nhà có gì mình vừa làm đó thôi, mình cũng không cầu kỳ lắm đâu. Như món này á, ở quán nhậu người ta làm rất là cầu kỳ, đầy đủ các gia vị luôn. Nhưng mà ở tụi tôi làm đơn giản thôi, cá lóc và có bầu hai cái chính vẫn còn đó không? Ừ. Đủ những chắc. Cái quan trọng thôi, những cái cơ bản chính thôi chứ không cần phải đủ. Đây củ hành tí hấp lên ngon. Cái này món này biết ngon cái gì không Quy? Tôi không thích ăn cá. Ngon ở chỗ mà nước, cái nước đó các bạn, với cái trái bầu. Lát mình nướng xong nó ngọt lắm Quy. Nước mình chan vô mình ăn cơm bực kỳ. Ăn cơm luôn hả? Ừ. Mình ăn bánh tráng thôi, ăn cơm cũng được. Ăn bánh tráng chứ. Bạn nào ăn cơm cũng được. Ăn cơm là hơi sang á. Cái nước mà nó hấp xuống á Quy, mình lát mình hấp ít nước á Quy, nó ngọt cực kỳ luôn á. Cá này nó ngọt. Vậy là ướp xong chưa? Xong rồi. Giờ bây giờ gom các bạn bỏ trong kia, gom vô mình gói lại nha. Giờ mình gói với trái bầu. cái cảnh này hơi khó à. Quy queo gói lần nào chưa? Chưa. Lần đầu bọn tôi làm đó. Này nè. Lót trước. Lót hành ha. Lót hành trước. Cũng có thể là có nhiều rau thăm rau gì đi. Rau thơm kiểu như là cần tây đều có thì càng tốt. À, cần tàu, mùi tàu gì cái gì nãy. Ừ. Cần tàu á. Cần tàu. Có thì càng tốt. Nãy bọn tôi đi chợ nhưng không có các bạn. Giờ chú tôm cho. Cho miếng tiêu vô cho thơm các bạn. Cho thơm này. À, nhiều xíu đi Quy, ít quá rồi. Nhìn đi. Nãy biết sao mình bỏ tiêu cho nó bớt tanh cá thôi chứ không gì hết á. Con cá nó hơi tanh mình bỏ vô cho nó. Đấy, có tanh. Xong rồi mình bắt cá mình bỏ vô nha. Cá bỏ vô. Thôi bỏ, bỏ xíu này đi. Bỏ con hành vô. Xíu thôi. Xíu mình để cũng để ngoài. Đây là cái trái bầu để tôi nói với các bạn một số ý như vậy. Trái bầu có nhiều bạn không có sắc làm đôi như thế này. Nhiều bạn sắc chỉ có một mé thôi. Sắc hai đầu hai mé, chừa một mé rồi lấy cái trái bầu cụp lại. Ôm trên cá luôn, thì nước ở trong nó giữ lại. Hiểu không? Hiểu ý mình không? Con cá là sau khi mình cột lạc này, Quy nó cột á. Con cá này nó bự quá, mình cọt hoàng tử bị đắp mền bị lố rồi. Còn cá bên đây đẹp nè, cá bên đây là Quy lật lên cho các bạn coi đẹp nè Quy. Quy nó gói đẹp lắm nha. À, các bạn mổ thì có nhiều người ta không có mổ hai bên vậy, người ta khoét cái lỗ Quy. Chặt đầu khoét lỗ rồi dồn cá vô. À, cái đó cực, nó ngon nhưng mà cực. Tôi làm vậy cho nó nhanh, dễ dàng nữa. Bây giờ coi thằng Quy nó cách bỏ vô cái nồi nha. Cái nồi nước kia mình đổ nước nhiều không Quy? Một rưỡi nước thôi, đừng đổ nhiều. À, một lớp sắp nghe các bạn. Cũng để nhiều cái quá. Cái mình hầm chung nè, mình cách thủy chung nè, là rau này. Bỏ cá vô cái sắp hoàng tử lên, giúp sắp hoàng tử lên. Và các bạn nhớ là bỏ là phải hướng cái đít nằm phía dưới nè, đừng hướng như vậy nha. Hướng như vậy là mình nấu nước sẽ chảy ra ngoài hết. Mình muốn giữ lại trong đây. Ra nhanh nó không thịt, ra cá nó không ngọt. Đúng. Đây, cái này nè, cái này ở đây dưới đây lát mới ngon nè các bạn. Nước nó ra nó ngọt dữ lắm. Các bạn mà chan vô canh cơm ăn hết. Mấy cái nước mình ướp luôn. Ăn mà không biết no luôn. Mình đổ này luôn.
phút rồi. 20 phút rồi hả? Các bạn có gọi thể là chín rồi các bạn ơi. Chín rồi. Đây khui hàng đi. Khui hàng. Đây coi nó khui hàng cái đi. Thử nha. Cá thì chín rồi đó các bạn. Cá mình nó chín rồi các bạn. Các bạn thấy nước ở dưới nó có nước, miếng nước rồi nè. Hồi nãy thằng Quy ở đâu có cháy miếng nước rồi đâu. Một là nước từ trong trái bầu ra, hai là hơi nước lên nó bốc nó tụ ở đây. Nước rất ít. Này giống cái ngọt đó Quy. Ngọt lắm. Ngọt cá lắm. Ra đây mà. Con bong bóng của con cá chào đó các bạn. Ngon nhất á. Ngon nhất. Cái này làm nhớ các bạn nhớ lộn ngược ra làm cho sạch nha các bạn. Đừng để nguyên vậy, mình lộn ngược lại mình làm sạch rồi lộn ngược lại. Giờ mình bưng ra đi. Ờ nó mềm, nó mềm rồi các bạn. Để lâu rồi. Vậy là giờ mình rút ra cái mình thưởng thức nha. Đem bánh tráng rồi ra dọn rồi các bạn. Ok. Cá là mình chín rồi, giờ mình vớt ra rồi các bạn. Hai con hoàng tử. Bây giờ anh Quy đã làm thêm một bước nữa nè. Dắt một bước mỡ hành phi ha. Thơm lần luôn. Đó. Cái màn cuối cùng là cái màn này là tao thích nhất đó Quy. Dạ. Như bạn thấy cái tay của tao uống nước vậy là biết rồi đó. Vua nếm, thằng này là vua nấu, tôi vua nếm nghe. Vô ghế ngồi Quy ơi. Vô ngồi hốt thôi. Bây giờ hốt đi các cho bạn. Cho mình một miếng nước mắm đi bạn. Khui hàng ha. Giờ rớt nước mắm ra. Mắm mặn á. Ủa mắm chua ngọt chứ Quy. Mắm tôi làm đã không? Đây, cái mắm Quy nãy làm nè. Các bạn thấy khác mình trước không? Mình trước là ớt mình sắc ra. Còn này là giờ mình đâm dập ra. Mỗi cái có cái hương vị khác nha. Cái này nó đều hơn nhưng mà nó không có đẹp, nó sắc. Bây giờ của mình ăn thử miếng cá với cổ thằng Quy cái đây. Quy ơi. Bây giờ ăn cái nào trước Quy? Ăn cái hoàng tử trong mình đồng trước đi. Đồng trước. Thôi ăn cái nuôi trước đi. Nuôi à. Khui hàng Quy ơi. À một thằng. Con này luôn, con này luôn. Cắt luôn nha. Cắt luôn nha. Quá hồi hộp luôn. Cởi áo hoàng tử ra. Tiếng một cởi áo hoàng tử. Bây giờ là bọn tôi đang ăn nha, chiều rồi đó. Giờ khoảng mấy giờ Quy? 5 mấy 6 giờ ha. Nãy giờ làm lâu. Bạn khung cảnh cũng buồn như ngày nào ha. Khung cảnh buồn như thế này mà ở dưới này là ôi trời ơi, hai hoàng tử rồi. Bây giờ gỡ cái áo ra coi, gỡ áo ra. Bánh áo hoàng tử ra. Bánh áo ra. Nu nu. Ê ê. Đó. Cái miếng này nó chưa chín lắm hả Quy? Đâu. Thử coi. Không, nó vậy là chín rồi. Chín rồi hả? Ừ. Nếu mà nấu lâu quá là nó qua đây nó nhỏ nhỏ quá. Cho hoàng tử qua. Áo hoàng tử qua đó đi. Đây, hoàng tử ở đây. Đây, đây. Cho tha mỡ hành lên. Đó. Bây giờ ăn thử miếng cá cá nuôi. Cho tao miếng ăn thử cái Quy. Sẽ nha. Ăn miếng nha các bạn. Cá chín rồi Quy. Mà này đúng cá nuôi không? Cá nuôi đó. Cá bự mà nuôi mà. Thử miếng nha các bạn, ăn không luôn khỏi chấm nước mắm của con Quy luôn. Ăn coi nó ngọt không? Cá thịt nó mềm Quy. Ngọt. Có muỗng. Để tôi thử một miếng cái nữa là mình đánh giá luôn nha. Nước hả? Nước. Nước nha bạn. Tinh tí chạy dưới nè. Thứ nhất là cá Quy. Thịt rất là ngọt. Nó hơi bở nhưng mà không sao. Nó còn chắc lắm. Nói bở chứ con là bở. Bở thôi, so nó vẫn còn chắc so với cái món nấu canh bình thường của mình. Đúng không? Đây mình chưng mà nó có trùm trong nước nên nó không có mở ra được. Nhưng mà nó vẫn là con cá nuôi thôi mà. Mà con cá nuôi tôi thấy cái món này với cái nướng là nó rất là ngon. Cá nướng cũng ngon nữa. Anh có mỡ các bạn. Có mỡ. Con cá nuôi có nhiều mỡ các bạn. Mỡ này nè, cho mỡ cho coi. Đây cái đầu ở ngoài đấy là đây có cái bầu tử nè các bạn. Ăn cái bầu tử đi, mày ăn thử cái bầu tử đi mày. Trời ơi, cái này là hết ý luôn. Đang chờ cái nhiêu đây nè. Đó. Ngon nhất của con cá nè. Con cá nuôi cái bầu tử đã chưa? Đó. Trời ơi mày chấm là không nó mất đi vẻ ngọt riêng của nó rồi. Trời ơi. Kệ nó. Kệ đi. Quất nha. Cho miếng rau vô, ăn miếng rau vô. Trời trời. Sao Quy? Ngọt không? Đang thưởng thức. Bầu tử ăn rất là ngon. Dai. Bây giờ ăn có mỡ nữa. Đó. Đã lắm. Cái đó là cái con nhất mà mày ăn nãy giờ rồi. Bữa nay là tôi cưng nó lắm là cho nó ăn cái thường thường tôi là vua nếm mà tôi ăn cái đó chứ. Lâu lâu cho nó ăn cái thằng ngon nhất.
Quy ăn thử cái bầu đi Quy. Khoan, chu cha. Cái này nè, đây cái đầu hành. Nhiều chấm bạn vô, nha. Chấm vô. Để nói cho các bạn nghe, cái này ăn phở. Phở nào? Ăn hủ tiếu. Cái đầu hành này rất là ngon. Xin ăn thêm vô, ăn có bạn có khi nào ra ăn phở mà xin thêm một tô một chén cái đầu hành không? Chứ tôi ra tiệm mà tôi xin á. Nhiều chỗ người ta tính tiền, còn nhiều chỗ người ta không tính tiền lại cho không. Có nhiều người có sở thích như vậy, ăn cái này ngon lắm. Ăn thử coi. Chấm vô. Không, tao chấm, không chấm. Ăn lạc nha. Cái đầu hành nó ngọt lắm Quy. Mày ăn thử đi. Đừng có chấm nước mắm. Mấy nước mắm nó sẽ mất đi cái vị ngọt của cái của đầu hành đó. Ngon ha. Ngon. Ngon. Được đấy. Bây giờ ăn cái bún tráng đi. Không, ăn cái bầu. Thôi, giờ ăn con cá. Thẳng rồi mình ăn cá đầu tử lăn lộn. So sánh luôn đi. Cho nó cá qua đây. Nè. Cuối hàng. Ui, con này đẹp quá Quy ơi. Con tử này nằm gọn luôn. Con tử này ốp, mày ốp sát nó hay quá. Các bạn thấy sao? Giận quá. Giận quá. Giờ Quy ăn rồi thấy rồi, ơi đó. Đây, còn con tử này mày ăn đi. Con tử đó tôi để nhỏ xíu rồi tôi không có lấy. Không lấy hả? Không lấy. Tôi cho mày ăn cái con tử đó thôi. Giờ ăn thử con cá này nha các bạn. Cá này là cá đồng nè. Thịt nó cứng mày, dai mày. Thịt đúng là cá đồng khác nha. Ăn thử miếng nha các bạn. Khói bốc lên rồi thấy không? Trời ơi, quá nóng rồi. Sao? Con chờ mày lâu quá tao thử luôn. Các bạn, cái gì cũng có đồng, luôn luôn có gì đó khác trong cái nuôi các bạn. Cái mùi nó khác nữa. Mày ăn thử à. Đúng không? Đậm đà thơm. Nó ngọt hơn. Nó không ngọt giống con cá này. Thịt da mày dai sớ nào sao sớ đó. Nhai đúng không? Khá ngon. Cá đồng mùi ngon hơn á. Cá đồng mắc hơn kiểu ngon hơn. Bây giờ tôi mới biết tại sao, lý do tại sao con này gấp rưỡi á, con này gấp rưỡi giá thành con cá này á. Rất là ngon các bạn. Bây giờ ngon. Sao? Bầu này bạn các bạn đừng để chín quá nha các bạn. Nó rục quá nó không ngon. Tại vừa tới. Nó có độ giòn, có độ ngọt. Cái vỏ nó còn dày xíu, vỏ mình đừng có gọt vỏ luôn, để vỏ luôn. Ngon á, ngọt như củ lan Quy ạ. Số 1 các bạn. Bây giờ là vô bánh chính nè. Bây giờ là mình cuốn bánh tráng với rau xong nè. Hai, cho một lá dừng. Lá dừng lên. Mình về coi Quy làm thôi. Hai, xương máu. Xương cho lá dừng nha các bạn. Đây lá dừng nè. Dừng. Đó, xương máu nè. Xương máu. Một miếng dưa leo. Dưa leo bỏ lên nè. Đây. Cá. Cá dẻ bỏ vô nè. Các bạn có thể quấn bầu luôn. Lấy cá này đi. Ăn cá nuôi trước. Cá nuôi đi. Đây. Thêm nè. Cái da nó nhìn cho một miếng mỡ hành lên nhé. Đây. Đó. Hoàng tử đã bị nu. Sau đây là màn cuốn bánh tráng của bạn Quy. Ui. Này là cuốn cho tao Huy. Không có đâu. Cho mình đi, mình đâu có tay đâu mà quấn các bạn. Cho mày luôn. Rồi, cảm ơn xe. Thank you. Nè, ăn đi. Ê, lấy cái đũa. Này. Anh Quy nó tiết kiệm quấn cho tôi cái cua bánh tráng cái bằng lóng tay à. Tôi là phải bằng ngón chân cái trở lên tôi mới ăn nổi. Ăn đi nó nhiều quá. Rồi bây giờ ăn thử nha các bạn. Chấm với nước mắm của nó nè. Nãy giờ mình không có chưa ăn nó, nãy giờ nó cứ hoài không ăn nước mắm của nó. Chấm vô. Mày luôn. Mày quấn bự bự lên Quy, nó nhỏ quá không ngon đâu. Sao. Lại hả? Khá là không biết diễn tả làm sao luôn các bạn ạ. Nhức nách quá Quy ơi. Các bạn, cá mà quấn với rau này nè, và cái dưa leo với rau sông á các bạn. Nó rất là hợp. Tại vì cá này mình để nguội nha Quy. Ăn nóng nó không có tanh. Mình chấm với mấy cái rau này nó không có tanh nữa các bạn ạ. Mình cái này nữa đi, làm cái nữa đi. Ở dưới miền dưới các bạn có thể làm thì ăn thêm nước mắm nêm nha các bạn.
mắm nêm xe đó cũng ngon lắm ạ. Nước mắm của con Quy đúng là nhức nách thiệt. Ngon quá Quy ơi. Bạn thấy hùng mảnh chiều không? Đây, chiều hoàng hôn gió thổi vi vô bên dòng nước, kế bên là hai chàng hoàng tử đắp mền nu. Thấy thiếu gì không Quy? Gì? Thiếu đế rồi. Nhưng mà sau cái màn này sẽ có đế các bạn ạ. Tại vì bọn tôi không có thể nào mà vừa nhậu vừa làm được. Tại vì đưa nhậu lên đây là thế nào cũng không đi à. Khi đó mình không có kiềm chế được, mình không có nói bậy năng bậy bạ là mấy bạn bất kỳ bất lỗi đúng không? Thôi đến đây được rồi, bọn tôi sẽ kết thúc video thôi. Các bạn thích món này không? Đây. Bạn nhớ là hoàng đế tầm nền tầm mền nha. Món này Quy nó chỉ tôi á. Bạn nào thích món này thì like và share, subscribe channel nha. Chia sẻ cho nhiều bạn ở trên Facebook coi nữa. Các bạn nhớ vô cái fanpage Facebook là Mùa Gặt Miền Tây để like cái trên cái fanpage đó để xem nhiều ảnh hơn. Tôi với thằng Quy á chụp rất là nhiều ảnh để up lên trên đó, đúng không Quy? Ừ. Đúng rồi. Có thắc mắc gì cứ liên hệ bọn tôi bên đó. Các bạn nhớ subscribe chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Tạm biệt nha. Chúc ngon miệng, tôi tối vui vẻ. Đừng có...